Dạ vâng, cửa hàng Nông Ngư Câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuyên Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nha. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục dọn rửa thêm một lô máy cơ xích mới. Hôm nay cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô F các bác nha. Lô F và lô này cửa hàng chúng em không cần cọc ạ. Không cần cọc, các bác chỉ cần để lại địa chỉ số điện thoại cũng như là tên. Các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Các bác nào mà cảm thấy cực kỳ ưng ý con nào thì liên hệ cho cửa hàng chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929. Hoặc các bác nào sử dụng Zalo hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em vẫn sử dụng Zalo bằng số đấy luôn các bác nhé. Đó, rồi cửa hàng chúng em các bác chỉ cần để lại địa chỉ số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em ship tận nhà cho các bác luôn ạ. Đó, hôm nay là cửa hàng chúng em có đánh dấu con F1, đánh dấu là lô F các bác nhé, từ F1 cho tới F17. Đó. Và lô ngày hôm nay thì đa số là dòng cưa gia đình các bác nhá. Và có được hai con máy cưa hệ Estin là cưa khai thác tầm trung đấy ạ, khai thác cỡ vừa và nhỏ. Và lô ngày hôm nay thì không có dòng cưa khai thác lớn cũng như là dòng khai thác chuyên nghiệp các bác nhá. Chỉ là những dòng cưa gia đình nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng cắt tỉa cành đồ linh tinh hoặc nhỏ nhẹ thôi ạ. Đó, chứ không có những dòng máy cưa khai thác lớn chuyên nghiệp thì không có trong video ngày hôm nay các bác nhé. Rồi cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống là giới thiệu từng con một cho các bác xem qua tiếng máy. Dạ vâng, đầu tiên là con F1, một con máy cưa Sittin 180C các bác nhá. Đó, dòng cưa thương hiệu rồi của cửa hàng chúng em rồi. Hầu như là lên lô nào cũng có dòng như thế này, 170, 180 các bác nhá. Dòng này là dòng bãi Đức ạ, máy móc tình trạng nguyên zin siêu tầm cực kỳ đẹp. MS180C nòng 38 ly cho các bác nào mà về sử dụng chuyên gia đình. Đó, có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn ạ, giật rất là nhẹ nhàng. Con này thì cửa hàng chúng em đây làm xích này quá đẹp luôn các bác nhá. Xích là cửa hàng chúng em đã lên cho các bác một sợi xích mới luôn rồi ạ. Lên một sợi xích mới luôn rồi các bác nhá. Đó, làm thì vẫn là nguyên zin của nó. Mặt tiền của nó đây các bác nhá. Máy móc quá đẹp luôn đúng không ạ? Con này thì nó là ốp lam tích hợp cho các bác hoàn luôn là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá. Vận thì rất là tiện lợi và cực kỳ dễ dàng luôn. Giá con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.400.000, đánh dấu ký tự là F1, 3.400.000 cửa hàng chúng em miễn phí ship các bác nhá. Đây cho các bác nhìn qua ốc này. Quá đẹp đúng không ạ? Hầu như của nó là con này thì quá VIP chất lượng luôn rồi. 3.400.000 cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dạ vâng, F2 là một con máy cưa xích Estin khai thác tầm trung các bác nhé. Dòng máy cưa Estin 021 các bác nhé. 021 nòng 40 ly, công suất của nó là 40cc các bác nhé. Và giá con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 3.800.000, được ký hiệu tự là F2. Máy cưa này là dòng máy cưa Estin 021 các bác nhé. 021 mang thương hiệu của Đức, tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản. Khai thác tầm trung cho các bác nào mà cần một chiếc máy mà lớn lớn một tí xíu ạ, để về khai thác cỡ vừa và nhỏ mà sử dụng chuyên nghiệp, có khi là sử dụng cả ngày luôn các bác nha. Cho các bác là núm bơm xăng phụ này, có xả áp ở dưới này cũng như là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên ạ. Đó, thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên hết các bác nhá. Nòng 40 ly, công suất 40cc, giá 3.800.000. Dạ vâng. Qua con F3 là một con máy cưa Estin MS200 nòng 40 ly, công suất của nó là 35cc các bác nhé. 35cc. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3.400.000. 3.400.000 ạ. Đó, Estin MS200
nòng 40 ly, công suất 35cc các bác nhá. Tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản. Con này thì lam con này mặt cắt của nó là được 40 phân đấy ạ. Là mặt cắt con này được 40 phân, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. F3 giá 3.400.000. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, nòng hơi chắc chắn các bác nhá. Nòng hơi chắc chắn, máy móc nguyên zin, hàng chuẩn Nhật nội địa luôn. Máy móc cam kết cho các bác là chưa bung chạm gì cả. Giá 3.400.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhé. Các bác nào ưng ý con này thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Đọc giúp cho em là cái mã là F3 các bác nhé. F3 Dạ vâng, đấy là ba con máy cưa Estin. Thì bây giờ là qua phần những dòng máy cưa giá rẻ cho các bác, phục vụ cho các bác về sử dụng gia đình các bác nhé. Những dòng cưa hệ Nhật bãi, mang thương hiệu của Nhật bãi đấy ạ. Đó, đầu tiên là con Echo Curit ạ. Echo Curit 3.300 các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 33.4cc, tích hợp 2 ốc lam, thương hiệu của nó là Echo Curit các bác nhá, cực kỳ nổi tiếng rồi. 2 ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt của nó là được 30 phân. Mặt cắt được 30 phân ạ. Đó. 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá. Có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn ạ. Con này thì cả chúng em đánh dấu ký tự là F4 giá 1.950.000 các bác nhá. 1.950.000 cho các bác về sử dụng gia đình các bác nhá. Nhỏ nhẹ, rất là nhỏ nhẹ luôn. Cân nặng đầu máy không thì em nghĩ con này cân nặng đầu máy không là 3.4 kg. 3.4 kg, mà còn cả lam xích vào nữa thì em rơi vào tầm khoảng 4 kg, hơn 4 kg một tí xíu các bác nhá. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ. Dạ vâng, tới con F5 là một con dòng máy cưa Hitachi, thương hiệu của Nhật Bản nội địa các bác nhé. Giá con này cửa hàng chúng em là 1.900.000, 1.900.000 đã. Nòng của con này là 35mm các bác nhé, 35mm, xích là cũng xài xích mini nhỏ gọn, làm xích nguyên zin của nó, xích mặt cắt là được 30 phân các bác nhé. Đó, con này cũng tích hợp 2 ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn rồi, sưu tầm quá đẹp luôn các bác nhá. Hàng Nhật nội địa, chưa bung chạm máy móc, tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Giá 1.900.000 cho con F5 ạ. Dạ vâng, tiếp đến là con F6. Con này là máy cưa Echo Curit hàng Nhật nội địa các bác nhá. Con này là 3.400 các bác nhá. Theo máy của nó là một cây lam nguyên zin Latin luôn các bác nhá. Dòng 3.400 là theo máy là cây lam Latin luôn ạ. Đó, xích là xài xích mini nhỏ gọn. Đó, mặt xích vẫn còn to bản, khá to bản luôn các bác nhá. Làm xích nguyên zin, con này thì quá đẹp luôn rồi ạ. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Tình trạng thì em nghĩ là 95% nữa. Công suất con này cũng 33.4cc, cân nặng đầu máy không là 3.4 kg, cả lam xích vào nữa thì tầm khoảng 4 kg, hơn 4 kg. Đó, giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2.150.000 các bác nhá. 2.150.000 ạ. Con này thì được tích hợp luôn là có xả áp này, giật rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Đó, theo máy là nguyên cây lam Latin. Lam con này thì mặt cắt được bao nhiêu phân để cửa hàng chúng em đo cho các bác xem nhá.
Dạ, mặt cắt của cây lam con này là được 35 phân các bác nha. Mặt cắt của con này được 35 phân ạ. Dạ vâng, qua con F7, các bác nào mà đam mê những thương hiệu của Echo mà kinh phí lại không hạn hẹp một tí xíu thì các bác tham khảo con này các bác nhé. Con này thì Echo của nó cũng Echo Kyoris 3000 các bác nha, 3000. Máy thì nó nhỏ hơn con F6 và cũng như là con F4, nhưng mà con này thì giá thành thì nó vừa phải, cũng như là cho các bác nào mà về cắt ít. Khi mà các bác về lâu lâu mới cắt thì các bác không cần về những dòng như con F6 và F4 làm gì cả. Đấy. Vẫn tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhé. Con này thì công suất của nó là 30cc ạ. 30cc chênh nhau 3cc cho những dòng máy cơ lớn hơn. Tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác. Giá con này thì chúng em đang bán với giá là 1.850.000 các bác nhé. 1.850.000, ký hiệu là F7 Echo Kyoris, máy móc tình trạng vẫn cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản luôn các bác nha. Đó, xích con này là dạ mặt cắt của con này là được 35 phân các bác nhá. 35 phân, xích là xài xích mini, trên thị trường bán rất là nhiều. Đó. Dạ vâng, qua con S8 là một con máy cưa cũng thuộc hiệu Echo Kyoris. Con này là Echo Kyoris Grand các bác nha. Dòng Echo trắng các bác nha. GC34, công suất 34cc các bác nha. Máy móc tình trạng quá đẹp luôn rồi. Con này là cực kỳ thương hiệu rồi các bác nha. Rất là nhiều các bác tin tưởng cũng như là lựa chọn hệ như thế này. Nhỏ nhẹ, sử dụng gia đình cũng như là máy móc thì chạy cực kỳ bền. Tích hợp hai ốc lam cực kỳ chắc chắn và bằng khóa 10. Lam con này lam xích nguyên zin, xích là xài xích trùng 91 các bác nha. Dạ, mặt cắt của con này là được 40 phân luôn các bác nha. Làm con này thì cực kỳ dài, theo máy của nó là mặt cắt là được 40 phân luôn ạ. Đó, tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác này. Đóng e rất là nhiều. Công dụng đầy đủ cho các bác. Giá là 2.050.000, ký hiệu là F8 các bác nha. Dạ vâng, F9 lại là một con máy cưa Echo Kyoris 3400 các bác nhá. Tích hợp theo máy là một cây lam Latin nguyên zin ạ. Xích là xài xích mini nhỏ gọn mà xích quá là to bản luôn. Đó.
Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.150.000 các bác nhá. Có tích hợp núm buồng xăng phụ cho các bác luôn. Máy móc thì quá đẹp luôn ạ. Đó, F9. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Công suất của con này là 33.4cc các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác ạ. 35 phân, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm gì. 2.150.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Theo máy là một cây lam Latin luôn các bác nhá. Dạ vâng. Tiếp tục là con F10, một con máy cưa Ryobi Nhật Bản nội địa các bác nhé. Con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.100.000 ạ. Máy móc này các bác như tình trạng như thiếu thủng luôn ạ, cực kỳ đẹp. Hai ốc lam. Quá xuất sắc luôn. Có tích hợp núm buồng xăng phụ cho các bác luôn nhé. Xích là xài xích chung 91, lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác ạ. Đó, máy móc con này cực kỳ đẹp luôn ạ, tình trạng này 99% nữa. Quá đẹp đúng không các bác? Lâu lâu mới có thể tuyển lựa được những cây mà đẹp và VIP như thế này rồi ạ. Rất là khó để kiếm những dòng máy cưa đẹp như thế này. Mà dòng Nhật bãi nội địa nữa thì cực kỳ bền bỉ luôn các bác nhá. Dạ vâng, F11 là một con máy cưa Hitachi Nhật bãi nội địa lòng 35 ly. Đó, nhỏ gọn, con này lam của nó mặt cắt là được 30 phân. Xích là xài xích mini nhỏ gọn, thương hiệu của dòng Nhật nội địa này các bác nhé. Xích này trên thị trường bán rất là nhiều nên là các bác không cần phải lo, hoàn toàn yên tâm. Máy móc quá đẹp luôn các bác nhé. Dòng Hitachi này cái vòng tua của nó thì cực kỳ thoáng máy, cũng như là tiếng nổ thì cực kỳ rét luôn các bác nhé. Đó, 1.900.000 cho con máy cưa F11 ạ. Dạ vâng, qua con F12 là một con máy cưa tay dài hiệu Shinagawa các bác nhé. Shinagawa, nó quá là nổi tiếng rồi. Con này thì có tích hợp núm buồng xăng phụ ở phần cạnh này luôn ạ. E gió là e gió tự động các bác nhé. E gió tự động, con này thì không có thắng xích các bác nhé. Không có thắng xích, làm con này mặt cắt là được 30 phân. Xích là xài xích mini nhỏ gọn. Đôi khi mà các bác nào mà hiện tại nếu mà trên thị trường ấy, mà con này thì đang bán với giá là khoảng tầm 2.2-2.3 lận. Đó, nhưng mà hiện tại con này thì nó bị mất cái thắng xích rồi. Nên là cửa hàng chúng em xả giá rẻ luôn 1.900.000 cho các bác về sử dụng các bác nhé. Có tích hợp cho các bác chụp giật trợ lực. Đôi khi các bác nào mà không có quan trọng quá về cái thắng xích thì có thể lựa chọn con này. Giá thì cực kỳ hữu nghị luôn ạ.
có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo, giật rất là nhẹ nhàng. F12 giá 1.900.000 các bác nhá. Dạ vâng, rồi bắt đầu là qua lô cưa tay cụt các bác nhá. Là một con máy cưa Tananka. Cho các bác nào mà hay leo trèo cắt tỉa nhánh cành đồ linh tinh, làm con này là mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Máy móc con này là quá đẹp, quá xuất sắc luôn ạ. Made in Japan, hệ Tananka, Nhật Bản nội địa. Giá 1.800.000 các bác nha. Làm xích tình trạng nguyên zin, quá đẹp luôn ạ. Con này thì cầm một tay thì cực kỳ thoải mái. Con này thì rất là phù hợp về cho các bác nào mà hay leo thang này, hoặc là hay trèo lên cao, trèo lên cây đồ để cắt tỉa nhánh cành linh tinh ạ. Thì các bác nên sử dụng những dòng này, bởi vì những dòng này thì có thể cầm được một tay luôn, cực kỳ nhẹ nhàng cũng như là cực kỳ dễ dàng, tiện lợi để phục vụ cho bà con sử dụng gia đình. Đấy, còn các bác nào mà hay cắt tỉa cành, nhánh cành đồ linh tinh ở dưới đất thì các bác nên sử dụng những dòng cưa tay dài các bác nhá. Thì cầm thì nó sẽ tiện hơn. Đó. F13 giá 1.800.000, máy móc thì tình trạng quá đẹp luôn, sưu tầm cực kỳ VIP, chất lượng luôn các bác nhá. Dạ vâng, F14 và F15 là hai con máy tay cụt hệ Echo Kyorit Grand các bác nhá. Gren ạ, con này là GC301 này. Đó, giá là được ký hiệu là F14 và F15. Tại sao mà con F14 và con F15 nó lại hoàn toàn giống nhau như thế này mà giá thì đôi khi nó một con thì giá 1.950.000 và một con thì giá 1.750.000 các bác nhá. Thì hai con này thì máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản hết từ A đến Z luôn ạ. Đó, quá đẹp luôn đúng không các bác? Làm xích nguyên zin, làm con này mặt cắt là được 35 phân. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Và con kia cũng thế. Đó, nhưng mà con này thì nó lại nó bị cháy xém xém mất ở chỗ này một tí xíu. Nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì về sử dụng các bác nhá, sử dụng vẫn vô tư luôn. Đó, nên là cửa hàng chúng em con này thì lên lô ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em xả luôn con này. Còn tổng thể máy móc thì nguyên zin. Đó, xả luôn cho các bác nào mà kinh phí thấp mà cần tìm một chiếc máy cưa tay cụt giá rẻ. Đó, 1.750.000 thôi ạ. Đó. Hai con máy thì hoàn toàn giống nhau các bác nha. Hệ Echo Kyorit Grand. Chỉ có mỗi cái phần F15 thì nó bị cháy cháy một tí xíu ở kia, nên là cửa hàng chúng em xả luôn trong lô này để cho các bác về tiện có thể tiếp cận cũng như là về sử dụng.
F15 giá 1.700.000 các bác nhá. Và con F14 giá 1.950.000. Dạ vâng, cuối cùng trong lô máy ngày hôm nay là có hai con máy cưa tay cụt, là một con máy cưa Makita. Con này của nó thì công suất thì cực kỳ lớn luôn các bác nhá. So với dòng cưa tay cụt đấy ạ, những dòng cưa mà tay dài hoặc là những dòng cưa lớn thì em không nói nhá. Còn nhưng mà dòng cưa tay cụt thì hiện tại trên thị trường là công suất 35cc hiện tại bây giờ đang là lớn nhất. Đang là lớn nhất các bác nhá. Đó, mẫu cưa tay cụt đấy ạ. Mẫu cưa tay cụt nhỏ gọn như này thì công suất 35cc hiện tại đang là lớn nhất. Còn con này, con Makita này ạ, hiện tại con này thì công suất của nó là đang là 34cc các bác nhá. 34cc thì nó cũng thuộc dạng là gần như là công suất là lớn nhất về dòng cưa tay cụt rồi. Đó, các bác nào mà muốn công suất khỏe để về cắt tỉa, nhánh cành, đồ linh tinh thì các bác lựa chọn con này giúp cửa hàng chúng em các bác nhá. F16 giá 2.100.000, công suất là 34cc. Đó, làm xích tình trạng nguyên zin nguyên bản, máy móc nguyên zin hết từ A tới Z các bác nhá. Đây, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13, cực kỳ chắc chắn, làm Makita. Đấy các bác nhá. Rồi, cả chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. F16 giá 2.100.000 các bác nhá. Và cuối cùng trong lô máy ngày hôm nay là một con F17, một con máy cưa cũng hệ tay cụt Ryobi, nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình các bác nhá. F17 giá 1.900.000, tình trạng máy móc quá đẹp. Đó, con này thì rất là mini luôn à, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Con này em nghĩ chắc khoảng tầm 3 kg, hơn 3 kg tí xíu đâu, cả làm xích đấy ạ. Đó, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Làm con này em nghĩ là khoảng chắc khoảng 30 đấy, hoặc là gần 30 phân thôi. Dạ, làm con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá. Công suất thì khá là nhỏ, 29cc. Đó, 29cc. Dòng cưa Ryobi nhỏ gọn. Giá 1.900.000. Con này thì em đang nổ mà nó lại bị hết xăng mất rồi các bác nhá. Nó bị hết xăng mất rồi ạ. Đó, máy móc thì cam kết cho các bác nổ ngon lành, tới tay các bác sử dụng. Đó, vâng, và cuối cùng là chúng em đã giật test nổ nguyên một lô rồi. Đó, từng con một, các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Các bác nào mà cảm thấy ưng ý con nào rồi hãy tua đi tua lại, tua rất là nhiều lần các bác nhá. Xem lại để cảm thấy thực sự ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng. Cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Từ Nam ra Tây Bắc, từ trên Tây Bắc xuống tới miền Tây, mọi miền Tổ quốc thì cửa hàng chúng em đều ship được hết các bác nhé. Đó, các bác chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video các bác thanh toán. Còn máy riêng cửa hàng chúng em cam kết cho các bác là hàng chưa bung chạm, máy móc nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Bởi vì cửa hàng chúng em thì chuyên sưu tầm những dòng máy cưa tuyển chất lượng, máy đẹp.
Đó, không bán những dòng máy cưa xấu giá rẻ. Đó, nên là các bác nào mà đã theo dõi, đã và đang theo dõi cửa hàng chúng em thì cũng đã biết rồi đúng không ạ? Rồi, cửa hàng chúng em xin chào toàn thể các quý vị đã theo dõi xem video hết ngày hôm nay. Rồi, cửa hàng chúng em xin kính chúc các bác một ngày tốt lành. Cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.